Xin chào mừng quý độc giả đến với điểm báo tuần mới của tạp chí Kinh tế Việt Nam VN Economy. Tôi là biên tập viên Tú Anh, mời quý độc giả đón đọc tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16 phát hành vào ngày 17 tháng 4 năm 2023 với nhiều chuyên mục hấp dẫn. Trong quý đầu năm nay, Thị trường bất động sản nhà ở tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận những dấu hiệu trầm lắng. Thanh khoản thị trường về đáy xuyên suốt những tháng qua khiến nhiều chủ đầu tư liên tục rời lịch mở bán sản phẩm mới. Nhiều doanh nghiệp tiếp tục đợi tín hiệu từ thị trường. Trong khi nhiều nhà đầu tư cá nhân có tâm lý chờ đợi cơ hội đầu tư vững chắc, hàng ngàn dự án án binh bất động chờ tháo gỡ. Thị trường vẫn tiếp tục ghi nhận thông tin giải thể, tạm ngừng hoạt động của một lượng lớn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thời gian gần đây thị trường bất động sản đã đón nhận nhiều tín hiệu tích cực về mặt chính sách nhiều người kỳ vọng với sự vào cuộc mạnh mẽ của chính phủ và các cơ quan bộ ban ngành liên quan thị trường này sẽ dần hồi phục trong năm nay song cũng không ít ý kiến cho rằng để thị trường thực sự vượt qua khó khăn phải cần thêm thời gian và những vướng mắc về pháp lý cần được tháo gỡ quyết liệt hơn nữa trong số báo mới phát hành vào sáng thứ Hai, ngày 17 tháng 4 năm 2023, tạp chí kinh tế Việt Nam VN Economy sẽ dành chọn chuyên mục tiêu điểm Bất động sản quý I chờ cú hích từ chính sách để phản ánh những câu chuyện thời sự đang diễn ra trên thị trường bất động sản với những đề xuất từ các chuyên gia, doanh nghiệp, bao gồm các bài viết. Nóng vấn đề tài chính đất đai và giá đất, tác giả Nhĩ Anh Vực dậy thị trường bất động sản, kỳ vọng vào thay đổi chính sách, tác giả Phan Nam. Thị trường nhà ở sẽ dần hồi phục, tác giả Phan Dương, Linh Lan. Thay đổi giá nhà toàn cầu giai đoạn 2010-2022, tác giả Hoài Thu. Những siêu dự án trăm tỷ đô la đang được xây dựng trên thế giới, tác giả Đức Anh. Cùng nhiều các bài viết hấp dẫn khác. Bức tranh điều hành kinh tế cấp tỉnh năm 2022 vẫn còn những mảng tối, tác giả hương loan. Dự thảo luật việc làm sửa đổi, chú ý đến nhóm lao động không chính thức, tác giả Thiên Anh. Mịp mờ triển vọng chính sách tiền tệ của Fed, tác giả An Huy. Việt Nam, Liên bang Nga, tiềm năng hợp tác công nghiệp xanh, tác giả Song Hà việt nam tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ bài phỏng vấn ông rama chandran tổng giám đốc city tại việt nam bài phỏng vấn của tác giả thu trang cầu đầu tư yếu giá trị trái phiếu doanh nghiệp lưu hành cuối năm sẽ giảm tác giả anh nhi bảo hiểm nhân thọ lập lờ giữa sinh lời và bảo vệ rủi ro tác giả hoàng lan nhiều doanh nghiệp bắt đầu hành trình esg tác giả ngân hà giữ gìn thương hiệu quốc gia khó gấp trăm lần gây dựng tác giả lưu hà điện sinh khối khó phát triển do thiếu chính sách hấp dẫn tác giả nguyễn đức minh thúc đẩy thương mại quốc tế bằng blockchain tác giả thủy diệu đảo lý sơn phát triển xanh xứng danh thiên đường du lịch tác giả ngô anh văn say mê khám phá pakistan thiên đường hạ giới tác giả ánh tuyết thị trường đồ cũ hạ gục bán lẻ truyền thống tác giả minh nguyệt và như thường lệ, để theo dõi cụ thể tin tức đầy đủ, xin mời độc giả đăng nhập vào đường link của công ty phát hành báo chí Trung ương, theo dõi trên trang điện tử vn-economy.vn, trên trang LinkedIn, TikTok và fanpage vn-economy và đón đọc các số ấn phẩm của tạp chí Kinh tế Việt Nam xuất bản vào thứ hai hàng tuần. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.